Hello mọi người, tới giờ nấu cơm trưa rồi. Nè, tính lưu bù quá không nấu cơm. Mình sẽ nấu đó là cái món canh chua lá giang. Lá giang là mình sẽ dòi thế này. Ngoài quê trăm là dòi thế này. Dòi cho cái nhuyễn ra nhà này, nấu ăn nó ngon. Nó chua chua. Chứ không có để nguyên lá cũng sắc luôn. Cái dòi này. Đây rồi xong rồi còn đây cơm. Rồi, cái rau. Đây là lá giang với lại bạc hà là để chung. Đó. Cắt mảng ra nè. Hồi xưa nhà ta trồng bạc hà nhiều lắm á chứ sao đợt này nó chết trơn rồi. Bạc hà ngày xưa ba trồng tốt lắm. Nó lẽ vừa ra nó bứt củi rồi, mẹ đang khâu nào thịt bên kia. Đây lá giang với lại bạc hà nè. Rồi bây giờ là sẽ tới cà chua ở nhà này quý vị, cà chua của mẹ tính á. Miếng thơm, đây là canh chua cá sai nha. Cái xài này của một em cho. Cái xài này chiên nghe cũng ngon mà làm nấu canh chua cũng ngon. Này là cà chua của mẹ nè, thấy màu rất đẹp. Đâm rửa, đâm bỏ hột, đâm lấy hột đi, đâm gieo giống á. Ngọt tàu, rau ram, cái này phải có lá lốt nữa nè, bao nhiêu đủ rồi. Tâm sẽ nấu cho mọi người xem một nồi canh chua cái xài ngon cực kỳ luôn, mang tên canh chua và trăm vlog. Chị về quê là chỉ thèm ăn canh chua thôi, mấy bữa có canh chua thịt bò. Mà bò ở ngoài quê ra thì dịch. Trên này không có e bón hết trơn á. Không có thịt bò ăn. Bò mà cũng bị dịch nữa trời. Chết quá trời bò. Chết nè. Bên nhà mình có bị không? Không, trời ơi. Không có bị con. Bị bò thương dâu chứ. Nhưng mà tại sao bị ta? Bị dịch gì mà? Nó bị lăn, ngồi rửa má, quài đó rồi. Tự nhiên để không ai nó chết con. Trời ơi, bò dữ quá trời. Rồi bò ở đâu bị mẹ? Thịt lạc bị hết rồi kìa. Hết cha, rồi nhà mình sao? Nhà mình đi mà cắt ra ngoài cũng nấu mà dễ dâu cho nó. Để ngừa hả? Ừ, ngừa. Đậu dữ trời. Ở đây chưa có em bị đó mẹ. Chưa không? Mà cái đó nó có lây không em? Lây chỉ cái con virus nó giống như người nó sao con người á. À nhưng mà bò nhà mình đâu có thả đi đâu. Rồi sao? Chị qua coi mẹ tính để từ. Giờ mình sẽ qua mình coi mẹ tính lo cái nồi thịt tới đâu rồi, cái nồi canh chua là mình làm sao rồi nè. Rồi, qua đây đi qua cận nè. Nhà đây sơn sửa bừa bộn lắm quý vị ạ. Dơ thì nó dơ thì đúng rồi, thì đang sơn sửa nhà mà sao sạch được. Đây nè. Đó. Mẹ đang làm nồi thịt có trứng hả? À, mẹ có trứng á. Nhưng mà cái này nó đang luộc thôi. Luộc sơ qua thịt. Ôi, mà làm thịt luộc cái thịt có trứng. Thịt luộc bữa nay mình sẽ ăn rau sống. Với lại mắm ké. Mẹ có trứng, còn trứng thì mình dằm trứng ăn luôn. Rồi bây giờ mình đi làm chén nước mắm ké nè. Ở tuổi
À, ngủ không cái này nhờ qua đây. Con mắm ké này quý vị ngon, mắm ké chấm thịt luộc ăn rau sống ăn chua hết ý hết bè luôn. Đây mắm ké nè, ngon. Lọc tỏa xuống đây ngồi. Vì mấy ngày đi tôi lùi đang như mùa luôn á. Thôi chờ xíu đi, một hồi nữa mình làm nha, nước mắm sang mình cho cái gì có tiếp nha. Ồ đó, nếu canh là mình cho nước vô xong rồi mình cho một miếng ớt vô đây à. Rồi sau đó là mình sẽ cho cá vô hả? Cho cá vô trước đi mẹ. Nước để nước ở sau đó mình cho cá vô nha. Canh chua này nấu nhanh lắm quý vị. Hồi nãy mình chiên cá chiên này, hồi xuống thấp xuống ở đây bị, đúng rồi nó bị ngon bằng đó đúng rồi. Đây cá sai nè. Cá sai chiên một ái một bịch là một bịch chiên. Ừ, một bịch chiên. Chiên. Đâu mẹ tính mát mát làm bữa ăn ghé nấu cơm. Ghé đạo diễn năm mà nó bứt lên nó bứt củi chơi rồi, nó bứt củi nè. Đây ra đây con lấy con mẹ lấy con. Rồi đây nồi chiên cá, chiên cá sai. Cá sai này bây giờ mình bóp đi cho nó nhuyễn ha, cho nó ve. Còn miếng này đi chúng ta cắt miếng miếng lấy vô con, cắt miếng miếng là chiên ha. Để. Ừ, cái này con bóp. À, bóp lên con rồi để chiên cho nó che đó. Cái chiên nó sai gì điền như thế này không biết có gì sai không, chắc là mày nghĩ có thù quá nấu nó đi ăn thù. Để ngồi mình chiên. Còn cái này là giờ canh nó sôi lên, là chờ nó sôi lên là mình sẽ cho cá vô, cho cá vô đây. Ăn canh chua bình thường, ăn canh chua thịt bò nè, canh chua cá sai. Canh chua cá sai ngon lắm, nó giỡn quá. Rồi. Cho mẹ cho một trái ớt vô đây rồi các mẹ. Mẹ tính cho một miếng ớt vô rồi. Mẹ nấu canh mà cho miếng ớt vô, có cá nè, cho nó đỡ tanh. Nó không tanh thì nó ngon. Bò bữa nay là ở người quê dịch lắm á mọi người. Thử ra mẹ tính không có chịu, mà không có bóng bò luôn. Tại nó dịch quá, không nhà nuôi bò không dám mua bò về ăn. Được, cái dịch đó bệnh đó không ấy này mà. Ừ, thì nó lây. Rồi bỏ cá vô được rồi. Hèn bỏ vô đi. Nước trời là bỏ được rồi. Thôi rồi, thôi nó cài. Gì mà? Ngày mùa ớt nó cài hả con? À. Không có đồ cánh nữa hả? Canh chua cái cài nó ngon. Ừ. Canh chua, chua cay nè. Hai dít. Bỏ vô. Sôi lên rồi bỏ rau vô. Canh chua cá sai nha. Nè, quay cái nồi nè. Vị này bị quay phim luôn á quý vị. Đó. Nấu một đầu buổi trưa ăn thôi. Mình để cho nước nó sôi, sau đó là mình sẽ cho rau vô nêm nếm nhanh gọn. Xong. Đây, rồi bây giờ sẽ cho tới chờ cho nước nó sôi. Mình cho rau, lá giang với lại mặt hà vô trước. Đó, nước bắt đầu sôi rồi đó. Chuẩn bị đồ nêm.
Ba đồ yêu này đấu hoài mà. Cái này nếp mình nhặt sôi. Rồi sau đó mình cho lá gan vô rồi. Lá gan với bạc hà mình cho vô trước nha. Đó. Rồi. Cho cà chua vô. Cà chua với thơm vô. Nó về quê đơn giản vậy đó. Chứ không có to sầu lên chi cho cực ấy. Rồi đây nó thử mà nếu mà không ai mình phi hành tội mình hành phi hành cái ấy thì đâu có mình hấu nữa, mình múc mình bỏ ra cái tô tay nữa nha, thôi cái phi vô nó cũng ngon. Không, con thích ăn vậy, nấu vậy. Mỗi nơi, mỗi vùng miền nấu khác nhau. Chúng thì ai mà nấu giống mè cơ á. Rồi, xong sau đó nêm. Nêm một xíu đường. Lấy cái trứng là bỏ luôn. Xíu muối. Xíu bột ngọt. Rồi quấy đều lên, cho ớt vô rồi. Rồi mình sẽ nêm sơ qua coi thử là nó nước là vừa chưa nha. Rồi cá nó ngon quá, cá ngọt lắm. Cho xíu muối vô nữa. Canh là phải mặn mặn, chua chua, đậm đà. Thích ăn đậm đà. Không thích ăn nhỏ. Đó. Rồi dạ ta chút đường vô chưa con? Con ta chút đường rồi. Ừ. Cho thêm nữa nè. Con ta chút đường cho tại nó ra nó chua chua đó, có ta chút đường vô nó dịu dịu. Rồi. Đường rồi, cho đường rồi. Ừ. Khỏi lo. Khỏi cờ no đi ha. Cờ no chưa? Chưa mà. Để mày lái nha. Ủa cờ no gà hả? À. Nè cho em câu bi coi nè. Nó có màu lên cái đẹp rồi đó. Nghe canh chua. Chua luôn. Đây, từ nào đây? Kể là mấy chú sao cười sao không hiểu. Nga kêu canh chua là thiệt. À, cỡ này ăn cơm chứ trời. Đây, mày tính bỏ bỏ kinh từ nào vô. Rồi, bỏ rau này vô luôn mẹ ơi. Bỏ vô luôn. Đây, nó sâu rồi vuốt hả con? Nào canh chua chất mà. Lượng ngon á. Nấu đơn giản thôi quý vị ơi, đừng cái cầu kỳ, đừng cái phi cà chua phi ơi gì trơn á, cà chua cứ bỏ lên giờ là nấu lên nó rục thôi. Là nó ngon thôi chứ đừng cái phi hành, phi cà chua đồ gì mệt lắm. Mỗi nơi mỗi vùng miền á mẫu cách nấu khác nhau. Ở quán nhẹ nấu vậy đó. Từ hồi nhỏ ba mình cũng nấu vậy, mình cũng lớn lên cũng nấu vậy là sao? Đó, rồi nêm nếm nữa là sao? Trời ơi nó ngon xỉu lên xỉu xuống luôn á. Con ghé nấu, con ghé nó nấu, con ghé thầy ngon luôn. Hiểu không? Chứ thịt quả nó ngon thì nó ngon chứ. Ừ, để mà nói thử cái ngon không? Thử nêm ghé nêm dừa không? Ừ, vừa đã không? Sao nữa, thêm gì nữa không? Để mẹ coi thử thêm gì nữa. Nào đó là thêm nấm và muối miết là tá me luôn á. Thêm vô chút đường nữa đi. Nữa đi. Ừ, chút đường nữa. Ăn ngọt dữ vậy, ăn ngọt tiểu đường. Ngọt 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 đường ngọt ngọt. Rồi, được rồi mẹ, nó xong rồi mẹ ơi, đừng để nó rụt nó không? Rồi, đây đây, quý vị, một nồi canh chua. Bây giờ tới tập rồi tới chiên cá. Đó. Nóng hổi trên bếp lửa luôn, canh chua cá sai. Rồi, uống cái đồ để mà dắt xuống đâu nè. Đây này con, bảo nè. Qua mà đi mua mấy cái đĩa không à. Wow. Nồi này nồi gì đây? Mày đĩa, nãy mày đĩa cái ấy vô á. Rồi bây giờ tới chiên cá nè. Bếp chơi chống dơ chống dính rồi chơi chiên cá này đó. Chào chưa con? Đó. Xuất sắc chưa? Nồi canh nè. Để cận ngư bi. Ngon chưa? Quá ngon luôn cái đầu canh chua nè, nha. Rồi bây giờ sẽ tới vào phộng để chiên cá. Món tiếp theo đó là cá chiên, cá sai chiên. Em chưa ăn thì phải ăn thử một lần cá sai chiên. Đương nhiên là cá sai này nó sẽ không nghe mình cá thắt lót rồi. Hai đũa vô nghe. Dạ, tại vì cá thắt lót thì nó mất tiền. Còn cá này là cá sai, là cá gì sai cũng không biết luôn. Lửa yêu yêu của người ta.
có người ta cho không biết có gì. Rồi thôi biểu mạng qua có chuồng sai mà kêu thay có sai lại. Ê, có con thích ăn có chuồng sai đó. Ừ, mà, ở đây vui thôi, mà mua mà sao bây giờ tí. Có chuyện chuồng sai ngon. Hay. Ở dưới quê nấu đơn giản lắm, nấu cầu kỳ. Cầu kỳ chứ chung mày. Đó, rồi vậy cho dầu nó nắng lên. Sao mình bỏ cá này vô. Dầu này dầu phộng á. Ừ, dầu phộng đó không? Thì lấy đồ đũa, chị. Đây. Lửa nắng quá, lửa tốt quá, dầu nắng nắng này cá nó nhanh cháy. Đây, kéo củi bớt ra, kéo bớt ra được không? Kéo ra mẹ cá cua dầu củi nắng vào để đi riêu á. Tiếp tục vào. Nắng dữ rồi trời. Có. Rồi từ từ chứ không rửa tay rồi. Để em đập cái này đó, từ từ chiên cái này luôn hả? Để nắng tay cái. Dạ mà. Để mà. Dạ quý vị, lửa lớn là nó sẽ bị cháy đó, cho nên là mình sẽ làm lửa nhỏ thôi. Lửa nhỏ nó nắng nhiều cũng không cá được. Buộc là ta xài thường màu á. Đâu qua cái miếng bự. Làm miếng bự vô nha nè. Đấy, mà thì con làm hạ cái nó luôn á. Rồi cái con đi rửa tay xong rồi. Rồi cái con. Đi xếp thiệt. Mà con làm mám kia, à rửa mám này rồi. Con nước mám này là siêu ngon. Tay nó do tay còn nó nồng á, do nó nồng. Đi nó đi đâu vậy? Đi đâu qua đây vậy baby? Đây nè. Giờ là giả chén nước mắm nha. Đừng lấy cái này. Đây, cần vô. Đây là nước mắm, cái này giả ớt tỏi Lý Sơn. Đó, tỏi Lý Sơn với ớt giả nhuyễn ra. Mình lấy một nửa mình làm chén nước mắm chua ngọt để mình ăn với trứng cục thịt lợ thịt. Còn một nửa mình ăn với lại mắm cá gì? Mắm ké. Mới gần lại thôi Bi, khỏi gần xa cái Bi. Về quê là làm gì là mâm cơm là phải có chén nước mắm. Có mà. Rồi. Xong. Nước mắm này, cái mắm ké nè. Mình giúp cho một ít cái này lẹ để làm nước mắm chua ngọt hả, là nước mắm chua ngọt. Còn lại đây là nước mắm ké nha, cái muỗng này muỗng ớt không mà không sạch không sao hết hả, mắm ké nè quý vị. Mắm ké có cơm là có con cá cơm đây nè hả, rất là ngon. Xăm cho con mùi hũ đường nè. Mắm cá cơm đây. Rồi bây giờ tiếp tục mình ăn chanh vô. Cho có miếng đường nè. Đây quý vị, nặng nửa trái chanh vô luôn nha, tại vì cái mắm này nó mặn lắm. Xong rồi mình lấy cái đôi đũa mình dứt mấy cái hột chanh ra. Ăn rồi mà vừa lên ngủ đi, con lên nghỉ. Vậy đi liền giờ cho đi ngủ. Phải đó mà ngủ. Sao tối ngủ sớm? Ăn thì đi ngủ hả con đi. Bữa còn nó ngủ xuống nha, đi ra phố nào không? Tức quen rồi.
Mắm này mặn lắm, phải cho nhiều đường một tí quý vị à. Rồi đó mình đánh đều lên nha, cho nó lên cái bột ra. Có chanh là nó lên. Rồi xong. Nêm thử ngon chưa? Trời nó ngon. Này là chấm với thịt luộc và coi như hết bát bè thôi. Ngon số chắc. Làm chén nước mắm chua ngọt cho là xong. Rồi này miếng chanh nữa, rồi xuống thiên cá của mẹ ra. Thiên cá mẹ vừa qua lẹ lấy, xuống cá của mẹ ra lẹ cái tờ. Chị thấy luôn cọc hả con? Chị thấy luôn nè. Để nhá, để chị mà ăn được mà. Tại sao nãy mà hỏi chị thấy luôn được chị? Thay cọc mà thấy. Trời ơi rùi nha, đáng ghê luôn mấy con rùi này. Giờ sắc mãn như lá lúa mà. Miếng thịt này bình thường à, không được ngon à. Không ngon đi. Không ngon hay không? Mẹ biết, mẹ mua mà mẹ hỏi con. Ba chỉ dưới quê nó dày thôi chứ gì coi nó đâu mà. Nhưng mà thịt cái dưới quê nó ngon lắm. Ngon hơn thịt trong Sài Gòn. Cái thịt cho nó thơm. Đó, chắc mong mỏng như thế này thôi. Ăn ra đỡ ngáo quý vị. Thịt luộc, rau sống, mắm ké, chịu sôi nổ. Ăn chịu sôi nổ. Rồi cá chiên nữa. Đây. Lấy miếng thịt này rồi đi lấy chồng được rồi đó. Mã như lá lúa mà. Không mà thật sự ăn mãn mãn thôi.
ăn dài quá nó ngon lắm. Tụt ra mẹ con mua có miếng thịt cánh nọt mỡ không luôn. Này đi cho Bi ăn chứ ăn. Bi ăn nọt ăn mỡ Bi. Thịt nọt. Thịt mỡ nè, Bi ăn vô cho Bi nhanh lớn. Ăn vô chứ sữa con mà cần mỡ rồi chứ đâu có lắm. Mỡ này đâu có béo đâu mà cái này nó nhạy 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 thôi. Nhiều cái không mỡ này. Bữa mà đi nè chiên gắt ăn chưa? Làm sao không thôi? Qua chỗ con mẹ gắt tới đâu rồi kìa. Xào chín món cá sai luôn. Ăn ngon không? Quấy con giả ngon quá nè. Hả? Ngon ghê không? Rồi đây là đây, là chị luôn nè. Đây. Ủa cá này có gì ta? Có gì mà nó nào ta ngưng đi chờ xíu rồi mình tới mình nghe rồi mình quay tiếp nha. Hello.